biết là cái kêu bằng trong kinh Di Đà nó kêu bằng phải nhất tâm bất loạn. Bởi vì cái bất loạn là chỗ nào? Cái loạn là chỗ nào mình biết cái nhất tâm thì mình niệm một tiếng Phật bằng mình niệm trăm ngàn. Còn không có thì mình chỉ vọng tưởng thôi. Mình niệm đó rồi vọng tưởng đó chứ chăng là. Bây giờ trước hết là mấy con ăn sáng đi. Rồi ngồi nghỉ ngơi, rửa mặt rồi đi ha. Cái bài nguyện của ông lấy được tay này, ông lên trên cho gãy núi này, bác sĩ Hiền với mấy bác sĩ ở trên bệnh viện Thống Nhất bên này, thầy vẫn chép cái bài tôi không có đọc, cái bài cầu nguyện á, cầu nguyện trong cái này giải thoát đi tất cả những sự sống quá hạn, niềm mong và nỗi sợ, tất cả những cái tâm lý đó tự nhiên mình phải thoát ra. Không có một kiếp sống nào vô tận, mình sẽ chết đi không bao giờ trở lại, và phải phục hồi tất cả những cái tiềm năng, những cái gì thật sự của chính mình, mình quy kính tất cả những cái gì có thể giúp đỡ được cho mình để mình vượt qua, để mình tiến lên, để mình trở lại cho chính mình. Tất cả những cái bí quyết, cái công cụ của tất cả mọi người đều mình phải thực tập. Thầy chủ trương là phải lắng nghe, phải có một cái thấy, có một cái biết rõ ràng. Cái thấy cũng là cái biết. Ví dụ thầy ngồi đây, tuy thầy nói nhưng mà thầy vẫn thấy những cành lá đu đưa lung lay một cách thiên nhiên, thầy không có ý. Cái thấy của thầy đối với tất cả sự vật nó như là chính đã có mặt đang như thế, nhưng mà trong tâm nó không khởi lên cái ý thấy là ý nghe, cho nên đó là mình phục hồi cái đó mới thật sự là thiền. Thiền nghĩa là đối diện với tất cả những cái hiện tượng xảy ra mà mình có thể thấy được. Mình thấy được nhưng mà không chấm điểm, không phê phán, không là cái gì, bởi vì tất cả sự vật nó đều thoáng qua, nó đều là cái sanhara, tức là cái sự biến đổi, nó đi qua như dòng nước đi qua, tất cả đều là phù du. Nhưng mà nếu mình khởi tưởng lên một cái ý niệm thì nó không đúng, bởi vì cái danh từ nó không bao giờ nó dính tới cái sự thật. Nghe cũng không phải là cái tiếng cả, cái tiếng nghe và thấy, nghe cái nghe, thấy cái thấy, cũng như mình biết cái biết ở trong chính mình, đó là cái đầu tiên. Điều đó thầy phải học rất lâu chứ không phải là như. Cho nên hồi tối nằm thầy trước khi ngủ thầy cũng hay đọc một số sách nào đó, thầy để trên đầu giường, thầy cũng có cả chục một sách thầy đọc. Cái bài cuối cùng mà thầy đọc là có ông thiền sư đó đi đến một cái vị cũng rất là cao kiến, đi đến học của một vị thiền sư cầm, trong trời mưa người ta cầm một cái ô, ví dụ mà khi ông đi ông vào cửa như ngoài kia thì ông vào ông chào, thì vị thiền sư được lời ngài muốn tham khảo học. Thì tôi hỏi ngài là khi đi vào áp như này có mang đôi dép, ngài để đôi dép đó ở đằng trước cửa nhà như thế nào, cái ô ngài để bên tay mặt hay tay trái, mấy con hiểu không? Hiểu ý vậy thôi, ông kia hoàn toàn không biết, không có ý nữa. Nhưng phải ngài phải biết được trong cái sắc na của mỗi lúc cái tâm mình là gì, cho nên ông kia phải về tập điểm tới sáu lần sau để mình nhớ. Bây giờ con ra coi chỉ có một đôi dép ở ngoài này là để đẹp, còn tất cả dép con phía này đụng chiếc kia không bao giờ. Còn thầy bây giờ vô ý con coi đôi dép này để ngay những hai cái ngay đến mức thật ngay xéo một chút cũng được ngay. Bởi vì điều đó không phải là mình để đôi dép, nhưng mà cái tâm mình ngay lúc bây giờ nó đã ở trong cái chỗ định rồi. Nếu không định thì mình không biết, rồi mình bước vô chùa, bước vô chân cái trước hay là chân mặt trước mình phải biết. Cho nên cách nay nhiều chục năm lắm, hồi năm 67 thầy có hướng dẫn một cái khóa tu niệm ở chùa
nhất nguyên ở đây thì bây giờ cũng còn từ 19 tháng 8 tới 17 tháng 11 là 3 tháng. Thầy mở ra cái điều đó và thầy tập luyện mỗi bước đi. Ví dụ chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà có nhịp nhàng, 10 người, 100 người đều cái chân bước cũng giống như người ta đi tập quân sự này. Chân bước xuống cùng bước lên, nhưng mà rất là đều đặn. Nhưng mà không phải đều cái chân không, mà đều với cái âm thanh, cái tiếng âm thanh. Cho nên do như vậy nó còn chỉnh đúng. Lúc bây giờ thầy còn trẻ, thầy nghĩ điều đó lâu lắm rồi, cách nay là năm là 60 mấy, 30 lúc đó thầy mới còn rất là nhỏ. Thì bây giờ thầy thấy nhiều người ngay cả bước đi của mình cũng không nhớ, không biết. Nhiều khi thế niệm Phật thì khi mà tiếng nhớ tiếng quên không nhớ gì hết. Ngay cái đất thì làm sao mình có thể mình thực tập được. Hồi thầy ở chùa, thầy còn rất nhỏ, ở dưới chùa Phước Hậu miền Tây á, chúng đã đi làm dữ lắm, bởi vì trong chùa phải trồng lúa, gặt lúa, phải làm tất cả công việc đồng áng. Mà thầy ham tu quá, mỗi ngày thầy có một cái sự lưỡi, thầy cứ niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, mà thầy lúc đó niệm 100 sâu gì này, 100 sâu một ngày. Nhưng mà bây giờ thầy niệm 100 sâu siêu được chứ không niệm, thì niệm cái gì, mà niệm gì đó. Sau này thầy thấy nó cũng không đủ, thầy nói mình tu như vậy không đủ. Lúc mà thầy bắt đầu trên Tây Phương với trên mấy chùa thì thầy phát hiện là không có ngủ. Lúc đó nó còn khỏe, cơ thể cũng như tụi con mình, nó còn khỏe. Bây giờ thì có lẽ là nó không ngồi. Thầy thức từ từ sao? Ví dụ chúng mà tụng xuống rồi thầy lên, lên thì thầy tụng một thời bên Di Đà hay là Đại Sám Hối xong thì thầy bắt đầu niệm. Thì một hồi nghe đánh chuông canh, tức là đánh 4 giờ sáng. Thầy nói, ủa sao mới mình mới lên đây mà sao nó nhanh vậy? Nhưng mà bởi vì lúc bây giờ không có thời gian, sau này mình hiểu được cái tính chất giác ngộ, mình biết cái thời gian nó đi như cách nào. Không có thời gian, một cái nhân dài như vậy đốt một hồi mình nhòm lên thì mình thấy tàn, mình cúi xuống mình niệm. Cho nên cái thời gian nó không có thật. Và lúc bây giờ nhờ cái đó mà thầy đạt được cái tính chất hiểu biết được cái nhất tâm bất loạn. Và sau cuối cùng thầy nói với con nghe, nó tất cả những cái hiệu ứng của cái pháp môn nó đều phát khởi đây ở trong chính mình. Chẳng hạn như cái nhìn của mình nhìn một Đức Phật, một hồi Đức Phật đó nó trong sáng, nó đẹp đến mức mà mình không còn ý thức đây là cái tượng nữa. Mà mình có nói đây là cái tượng thì nó cũng thấy đây là ông Phật, đây là con người thật. Nó lạ vậy, nó có một cái lạ. Rồi mỗi khi mình lại xuống đó, thì thầy nhắm mắt thấy những cái hiệu ứng nó rất đẹp. Chẳng hạn nhiều hoa sen, nhiều cảnh giới. Là bởi vì những cái đó cái tâm mình tịnh thì tự nhiên nó hiện cảnh tịnh, không có khỏi gì cả. Tư tưởng mình nó phóng mình ra. Cho nên thầy khởi đầu bằng cái rất là chân thật, bằng cái niềm tin vào tâm bảo. Cho nên cái quả tu đạo hoàng là cái quả giữ lưu sơ tâm đầu tiên. Thì có ba lòng tin bắt đầu, tin Phật, tin Phật, tin Tăng. Và sau đó có năm giới. Và trong cái lòng tin đó chẳng bao lâu mình gọi là tùy tiến hành, tức là mình tin vào các pháp đó, không còn tin thế gian nữa. Tùy pháp, tức là cái pháp của Phật dạy đó mình thực hành theo, cũng như công thức, cũng như mình tin vào một thầy giáo hay là một vị mà dạy văn dạy võ, mình có được niềm tin đây là vị thầy hoàn toàn không thay đổi bất động. Dù ai gì nói mình, đó là sự thật, thật hay của mình. Mình tin được cái thứ hai là mình nghe cái lời đó để mình thực hành và tùy khởi tâm. Hai con đường đó, cái thứ ba nữa là mình thực hành pháp. Mình đạt được, lúc bây giờ mình có thể bắt đầu mình nghe được cái dòng tâm nó chạy. Hoặc là mình giải trừ được ba điều, một là hoài nghi, hai là thân kiến, thân có thể thân kiến, rồi hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến là cái quan điểm về thân, thân tôi là người đàn ông, đàn bà, là con trai, là con gái, là lớn, là nhỏ, là già, là trẻ, là thân này, thân kia đủ thứ. Cái quan điểm là tự nhiên nó biến mất, giải thoát, mình không còn thấy nữa. Mình thấy như cái thấy,
gọi là không có cái quan điểm về thân, không có bản hạnh, và không hoài nghi bất cứ điều gì mà những bậc giác ngộ, những người vị mà đã giải thoát nói rất rõ ràng, và mình không hiểu mình không gọi là hoài nghi, và mình không còn mong đợi một cái gì ở phía trước phía ngoài nữa cả, và trong chính cái bây giờ nó tự nhiên nó bừng sáng, nó thay đổi. Cái đó là cái đức tâm sơ khởi, bất cứ người nào cũng có thể đến đó, gọi là cái quả dự lương hay là chúng ta qua đạt được quả đó thì còn vượt lên trên tất cả các cái tầng trời trong tam giới này. Những trời mà tam giới này á, kêu bằng cái cuộc sống người ta không thể tưởng tượng như thầy nói. Ví dụ nữa cái thời gian, ví dụ cái thời gian thấp nhất của đạo lợi thiên á, một ngày đến một ngày ở trẻ cũng bằng 100 năm trước này rồi. Còn những cõi cao, những cõi thượng thiền, một ngày trẻ cũng bằng cả kiếp, một kiếp tiểu kiếp là 16 triệu năm. Có những cái ngày không có là dài nhưng mà người ta sống nó vui vẻ, nó thoải mái, con người đi lại tự tại, không có phải lo ăn lo mặc đời sống. Nhưng mà so sánh với cõi của chư Phật thì gọi là hạ sanh du thạc bách chuyển cùng, tức là bằng 100.000 năm cõi trời. Vừa rồi thầy gặp hai ông nhà báo vợ mà Phật Kim Sa luôn, nên một quý ông quý có hình ở trong cái, ông có in làm cuốn sách, hai ông mấy cũng đều viết sách. Ông hứa là bây giờ ông đương điện thoại cho thầy là ông đương tập đi bộ, đi tập đi bộ để ông lên núi đây thăm thầy nghe, bởi vì ông lớn tuổi rồi, một ông là tám mấy tuổi rồi, 80 tuổi, còn ông kia thì cỡ 60-70, nhưng mà ông là một người. Rồi ông mới làm cuốn sách Phật, trong đó ông nói rất rõ ràng, mà thầy thấy cũng kính trọng mấy vị đó lắm, bởi vì người ta là người đời, người nhà báo, một người không cần mang hình thức tu, nhưng mà cái tâm người ta tu, cái tâm người ta có sự học và cái sự nghiên cứu rất là sâu, nghiên cứu về tất cả những quả chư thiên, con người, về tam giới, nghĩa là nó cũng bằng 100.000 cái hệ của mặt trời, của các cái giải thiên hà này, nó còn vượt quá cái sự cái khoa học mà mình đọc sách này. Đó. Cho nên phải biết cái thế giới của mình, cái thời gian của con người, cái sự sống nó ngắn ngủi, không thể nói được. Vì thế cho nên cái quan trọng bây giờ là mình phải bắt đầu từ đâu. Tức là như cái dọn đường là thầy, con người mình phải trở lại chính mình cái này. Tim đập, mình phải nghe được cái hơi thở, nghe được quả tim. Thực tế cái thứ ba khá hơn chút là bắt đầu mình nghe cái tiếng lòng của mình. Tức là cái vọng tưởng, vọng tưởng là đương nội là mình nghĩ lại. Không biết bây giờ mấy giờ rồi, không biết lóc nó có trễ không, ở lóc gì nữa. Tự nhiên nó xảy ra, nó nghĩ. Mình đâu có biểu nó nghĩ đâu, mình tự nhiên nó xảy ra. Cái đó là cái vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Tức là cái cấu trúc của thời gian, tính là cái hình hiệu nào đó, nó đã qua, nó đã có trước rồi, bây giờ nó trở lại nó chạy theo những cái đường hệ thần kinh, và nó trong cái rung động, cái tần số nó rung động của cái bức ảnh, nó đến một cái hệ nào đó của cái kinh lạc của mình, thì tự nhiên nó phát ra. Ví dụ như đến đầu thì nó phát ra cái nghĩ, cái biết, hay là nó qua cái quả tim thì mình có cái cảm. Đó là những cái mà bắt đầu người tiến bộ bậc trung mới thấy được, còn bậc hạ thì chưa thấy. Nghĩa là bắt đầu mình thấy được cái vọng tưởng của mình, thấy vọng tưởng thì chẳng bao lâu mình thấy được cái vô niệm của mình, là bắt đầu mình đi vào thực tế của đạo, của tâm, của tất cả. Bắt đầu mình sẽ có trí tuệ và có thể giải thích được vạn vật, giải thích được chính mình và biết được cái sống và cái chết. Đó là cái nghĩa là bắt đầu từ cái cảnh giới, cái ranh giới của sự vô niệm, cái không có vọng tưởng, không có niệm tưởng. Còn bây giờ thì trong cái thực tế mấy con á, có thể nếu mà đi tham vọng thì bắt đầu mình khởi ra một âm thanh nào đó ở trong lòng mình hiểu biết âm thanh đó. Mấy con có hiểu, có nghe cái ý thầy nói không? Nghe thầy nói gì không? Cô nói có hả? Cô nghĩ cái gì? Cô đang nghĩ cái gì? Dạ,
Thầy cô biết cái ý nghĩ là cái gì không? Dạ. Cái ý nghĩ của mình á, có biết không? Mình đang nghĩ gì, có biết không? Ví dụ có thể cô nghĩ là đang nghe thầy nói chuyện cái gì đó, nhưng mà mình vừa nghĩ ra mình vừa biết mình đang nghĩ, cái đó là cái quan trọng. Cô này ở đây mấy chục năm, ở đâu miền Tây, miền Mỹ, hơi lòi ra đây 30 năm, nhưng mà cô biết cái điều đó thì sẽ là cô cũng đã đi cái chùa nhiều, đi chùa vũ trụ chứ không phải là cái chùa nhỏ nhỏ gì vậy. Có thể đi bởi vì nó dạy không cho mình, cuối cùng mình phải biết về mình trước. Bây giờ mấy con mỗi bước đi á, như thầy mới tập mỗi bước đi đều có tiếng Nam Mô A Di Đà. Ví dụ xưa Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà, đi không bao giờ lâu, hoặc là một bước đi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bước mà cái chữ Phật với cái bằng chân nó bị nhau, cái động cái ngoài và động âm thanh, mình lấy một cái câu, bởi vì không biết Phật là ai, Phật là gì, hà phước đức không ấn đức, nhưng mà mình dùng một âm thanh, bởi vì tiếng Phạm chữ A có nghĩa là trống rỗng, là vô tâm, là không. Di Đà là nó cái tính chất không có giới hạn, tức là cái mênh mông, đó là tính không. Cho nên mình niệm cũng giống như câu thần chú Amitabha hay là Di Đà, niệm liên tục không ngừng. Nếu mình niệm Phật liên tục hay là niệm Quan Âm liên tục, tất cả hiệu ứng sẽ phát sinh ra. Cho nên thầy hôm qua thầy có treo, thầy làm cái có cái dao, mấy cái dao gì này, thầy làm cái khoen để thầy đi, thầy mang về, thầy đi núi, thầy chặt cây rừng thế này kia, thầy gọi là dao Quan Âm, 4 cái 5 cái dao, thầy bỏ một bó gì, thầy quấn ở trong cái bao. Lúc đầu thầy đi ra Hà Nội, thầy mua từ trên Sa Pa của người dân tộc, thầy thấy thích cái đó. Cái thằng Cường Vương Đức bây giờ ở bên nó nói thầy đâu có đem cái này lên máy bay được. Thầy nói sao vậy? Nó không có được đồ xác, đồ dâu, kiếm rửa bố thầy. Thầy nói thầy đem lên, thầy muốn đem thì đem. Nó nói họ rọi, họ dùng hết, còn thầy đem cái dâu díp về thì họ cũng bỏ.